Em xin hân hạnh mời anh hai chia sẻ với quý vị khán thính giả một trong những kinh nghiệm về nghiên cứu tiếng cười trong hát bộ. Xin anh hai nhận lời. Cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị. Cái thời giờ qua cũng đã lâu rồi, cũng là nhiều lắm rồi, nhưng mà thì nghe em tôi nói thì có lẽ là cái điều đó cũng có làm vui được quý vị, cho nên tôi xin thuật lại một đôi điều. Cái đó là thuộc về ngữ khí trong hát tuồng. Hải con tôi hồi nãy nó nói chuyện về tuồng ở bên Trung Quốc, tuồng ở bên Nhật Bản, tuồng ở các nơi hết. Ở bên Việt Nam cái tuồng nó có nhiều cái giọng. Hồi nãy nó hát một giờ một giọng, là nó nói cái giọng đó là giọng mé. Giọng mé là giọng ốc. Giọng ốc tức là giọng người tướng, người bình thường. Nhưng mà nó có Việt Nam, nó có giọng hầu, nó có giọng ngực, nó có giọng gan, nó có giọng ruột. Yeah. Cái giọng mà giọng mé đó là cái giọng nói thường. Chẳng hạn như khi mà tôi muốn nói là tôi là nhạc sĩ Việt Nam, tên tôi Trần Văn Khê, thì phải nói cái giọng mé như Quân, nhạc sĩ Việt Nam, ngã Trần Văn Khê, tự hiểu à. Giọng là giọng mé. Nhưng mà khi nói tới chừng mà giọng tướng, trong giọng ngực hay là giọng hầu, thì phải nói rằng hôm nay quân đã thắng trận, thì cái giọng đó là giọng. Nhưng mà khi mà giận á, thì nó nói qua tới giọng gan. Giọng gan thì nhưng mà khi nào nó nhà ngươi thấy xuống ngựa đầu hàng, không thôi thì bị ta bêu đầu trước ngựa. Rồi nhà ngươi dám đoán hạ hạ mã đầu hàng, hạ mã đầu hàng. Giọng đó là giọng gan. Nhưng mà đau đớn thì giọng ruột. Đau đớn giọng ruột khi mà nghe, chẳng hạn như nghe một cái người mà con của vua, tức là điện hạ mà đã bị tử trận chốn xa trạc, thì ông quan trung nói ra một tiếng nói vậy điện hạ đã tử trận chốn xa trạc rồi. Quan văn nó khác, quan võ nó khác. Chẳng hạn như quan văn mà khi mà giận người đó, biết người đó khi mình thì mình sẽ trả thù, nhưng mà quan văn không có la nhiều, quan văn ngậm miệng ra lời. Nhưng mà cái thù đó ghê gớm hơn là quan võ. Ông quan nói ai coi ta như sân như cỏ thì ta cũng biết coi ai như quán như thù. Thì câu này là cái câu để dạy học trò, khi mà làm quan văn nói sao, quan võ nói sao. Quan văn thì phải nói thế này: ai coi ta như sân như cỏ thì ta cũng biết coi ai như quán như thụ mà. Quan văn, ông quan võ thì người la không có hiểm, nhưng mà dịu võ dưới ngoài vậy mà mau hết giận. Ai coi ta như sân như cỏ thì ta cũng biết coi ai như quán như thụ. Nói vậy nhưng mà rất dễ. Té xuống ngựa rồi thì thay vì cái thương đâm xuống chết, rút cái thương ra lại, kiểu một đứng dậy thì lui cui lồm ngồm đứng dậy cảm ơn. Nhưng mà cảm ơn những võ tướng, thành ra nó ơn nghĩa này khắc cốt ghi xương, phải nói cái giọng của tướng. Ơn nghĩa này khắc cốt ghi xương, tuy là buồn nhưng mà khó nói. Nhưng mà con gái khi mà được một người thanh niên cứu, chẳng hạn như người Nga mà được lục chân tiên cứu rồi, thì nó ơn nghĩa này khắc cốt ghi xương, phải chuyển sang hơi ai mà buồn. Ơn nghĩa này khắc cốt ghi xương, chuyển sang cái thời ngày. Rồi bây giờ nếu mà trong đó mà khi mà nó, tôi nói cái đó là ngữ khí, trong ngữ khí nó có cái tiếng cười. Cười thì nó có cười trung, có cười nịnh, có cười dê. Nhưng mà cái nhiều cách để dùng, chẳng hạn như trung. Ông quan trung mà nói chuyện mà trong đất nước bình yên vui thì nói mừng bấy nước nhà thánh trị, vui thái vận nước an toàn, ngư thủy phùng, ngư thủy nhất tràng, quân thần hội, quân thần thiên tài. Đó là cười trung. Nhưng mà nếu mà cái người nịnh á, muốn chiếm ngôi vua thì mới nói là ông quan già đó làm sao trao cái quyền bính lợi cho con rể mình, mà hỏi ông quan với thế này là thưa lão tướng,
Nếu năm nay nước nhà lâm nguy hỏi vậy chứ lão tướng còn có thể giữ vững bờ cõi, hay là lão tướng phải nhờ tới tiện tế của bỉ nhân lão tướng? Cái tươi cười đó là cái cười cười nỉnh. Bạn cười dê đó, nó có hai ba cách cười dê. Cái cười dê mà dê hạ cấp đó, chẳng hạn như là tiểu đồng với đi ra mà chọc với cô con gái mà làm tỷ tất của cô tiểu thơ, thì cười dê theo cái điệu con dê tầm thường, cười dê như con dê. Chẳng hạn như nói rằng: em hai, công tử đã dạo vườn xem hoa nở, vậy chứ em hai có muốn cùng hoa cũng dạo vườn xem hoa nở không em hai? Nhưng mà nếu cái dê đó mà cái dê của một cái người thừa tướng trong triều đình thì không phải dê như con dê. Chẳng hạn như Đổng Trác. Đổng Trác khi thấy Điêu Thuyền đi tới để mà dâng rượu cho mình, thì mặc dầu rằng thích Điêu Thuyền tới gần lắm, nhưng mà không có dám nói, nhưng mà kêu biểu Điêu Thuyền lại gần mà cười như con dê. Nhưng mà con dê này không phải con dê tầm thường. Con dê này là hồi nãy em tôi Trần Rạch tôi có làm. Con dê này là phải cười như cái tiếng con gà trống mà sửa sạn muốn đập mái. Thì cho nên cái con cười, cái cười đó là cái cười chinh phục. Cái đây là không phải tiếng tôi nói ra, mà chính là bác Sáu Lai, người đã quá cố rồi. Bác Sáu Lai là học trò của cụ Nguyễn Hiển Dính ở tại miền Trung. Cụ phân tách ra ba mươi mấy loại cười khác nhau, mà trong đó có cái loại cười của Đổng Trác, tức là dê mà chinh phục, dê mà từ thừa tướng đi xuống, chứ không phải là dê cười cỡ tiểu đồng mà dê. Cho nên Đổng Trác khi thấy Điêu Thuyền đi qua đi lại, làm cái gì mà đi qua đi lại vậy? Xê lại đây một chút, xê lại đây một chút với ở nhà coi, xê lại đây một chút. Cái cười dê đó là cái cười dê mà dê chinh phục. Nhưng mà sau khi Điêu Thuyền cho uống rượu thiệt nhiều rồi thì không còn được cái bình tĩnh như con gà trống ở trong sân, mà nó lè nhè chừng đó. Tuy lè nhè vậy mà cái thú tánh vẫn còn. Thì bác Sáu Lai nói lúc đó cái cười phải là cái cười con heo. Do đó thì khi bạn sao vậy, cứ đi qua đi lại rót rượu cho ở nhà mà không chịu xê lại đây một chút, xê lại đây một chút, một chút với ở nhà coi. Nó chỉ nói qua một vài cái tiếng cười ở trong tuồng hát bộ Việt Nam để cho quý vị nghe. Nó còn ngoài ra nó còn nhiều chuyện khác mà rất là thú vị, xin để một dịp khác. Bây giờ thời giờ đã qua, cảm ơn quý vị đã chịu khó ngồi nghe rất lâu. Bây giờ tôi xin trao lời lại cho em của tôi là Trần Ngọc Sương để nó giới thiệu cái đoạn sau. Xin cảm ơn quý vị.